Ở cái căn lành này gặp Phật Pháp. Tối tôi đọc kinh Địa Tạng Pháp Hoa, tối mắc công chuyện tôi đọc tới 12 giờ rưỡi tôi đi ngủ các bạn ơi. Giờ sáng 3 giờ 30 tôi có hai điện thoại đổ chuông. Tôi dậy tôi ăn cơm ngủ. Giờ tôi đọc chú Đăng Nghiêm. Tôi đọc cái chú Đăng Nghiêm thuộc lòng hết cuốn kinh Nam Mô Đắc Đắc Tha Tô Già Ra Gia A Ra Ha Đế Ta Miệu Ta Bồ Đề Tả Đắc Đắc Tha Phật Đà Cu Sắc Thi Sam thuộc lòng hết cuốn kinh. Buổi sáng đọc cái miếng này nữa bạn ơi, buổi sáng tôi đọc cái này, đọc bài phát nguyện cái này nữa nè, đọc kinh nước nước.